người mà em chọn. Mẫu người em chọn nhìn qua tôi. Em 26 tuổi, sinh sống và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nhân viên văn phòng tại công ty tư nhân tại Thủ Đức. Quê Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đang làm việc tại Thủ Đức. Dạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em tên là Trần Thiện Lâm, em năm nay được 27 tuổi. Cái gì? Trần Thiện Lâm. Dạ đúng rồi. Nghe lộn Trần Thiện Lâm. Dạ, chính xác. Mình mỗi lần em giới thiệu tên của em, nhiều người ta làm chữ Thiện với chữ Thị nên nhiều khi em cố gắng nói rõ. Nói rõ lên là Trần Thiện Lâm mà nói Trần Thị Lâm người ta nghi ngờ. Em thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn gốc thì bên mẹ em ở ngoài Bắc, Nam Định. Em đang là nhân viên sale bên công ty thời trang. Chính xác là em sale được 5 năm. 4 năm trước em làm sale bên mảng đồ lót dành cho nam và nữ. Còn bây giờ em là quần áo tập gym, tập thể dục thể thao. Nói chung là quần áo từ nhỏ đến lớn. Dạ đúng rồi. Ha, trải qua mấy mối tình rồi? Chính xác là em 2 mối tình đều ở Đồng Nai. Lý do tại sao chia tay? Mối tình đầu tiên á, một phần là do khoảng cách. Đồng Nai đây vừa gần xịt và khoảng cách gì? Một đoạn đường ở 40 cây á, thì một tháng đi lên có một lần à, em không có thời gian để đi lên nhiều lần, thành thử ra tìm hiểu không có được nhiều. Trời. Mối tình gần nhất là bao nhiêu năm? Được 2 năm. Em rất là hợp nhưng mà do cái hoàn cảnh lúc đó em thay đổi công việc á, người nhà của bạn gái em không thích. Thì cái thay đổi công việc là thay đổi luôn người yêu luôn. Dạ không, thay đổi công việc thì cái thu nhập nó giảm đi, thì lúc đó công việc không ổn định đó. Bên nhà bạn gái em có thể là cảm giác là em không đem lại sự an tâm cho người ta. Nên người cô ấy bỏ bạn. Dạ. Đó là tình trường bên đây đó, bên kia làm sao? Dạ, cũng một mối tình rồi chị. Chia tay cũng được 2 năm rồi. Hai người cũng bất đồng quan điểm. Người bạn trai đó thì nó kiểm soát em nó hơi chặt chẽ. Giống như em đi chơi với bạn hay sao, em có nói nhưng mà không tin với lại hay tra hỏi hay gì đó. Dạ. Ví dụ như em đi chơi vậy, bạn nó tra hỏi, bạn nói làm sao? Dạ, thì đi với ai thì em nói đi với bạn. Thì nói đi với bạn nào mà đi hỏi. Rồi có kiểm tra điện thoại em hay là gì không? Thoại thì cũng có kiểm tra, giật điện thoại luôn. Có thế nào bị anh đánh không? Chưa chị. Rồi bây giờ mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ vậy. Em thì chịu khó, biết nấu ăn, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m70 trở lên. Em cao nhiêu? Dạ 65 chị. Cái ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích béo má, mấy người tròn tròn. Béo, nhéo, nhéo má. Nhéo. Bên kia nhiêu ký? Đừng cho tao biết. Giấu đi. Khoảng 90 á. Dạ, người bạn trai đó cũng không có răng khô với lại bụng phệ. Béo béo là phải bụng phệ chứ. Nếu mà em ôm chàng đủ cái vòng tay của em được không? Trời, đủ vòng tay em là bụng phệ rồi, cái gì nữa? Xíu cho chặt thì... Rồi sao răng khô không chịu? Răng hô thì em không biết cách nào hôn làm sao. Ở cạo thì thôi, có gì đâu, bình thường mà. Em có cái mẫu hình, mẫu người lý tưởng của em không? Ui, người mẫu Bình Minh á chị. Cao, to. Bên kia thích Bình Minh ha. Dạ. Bên đây chắc cũng bình mật à. Bạn trai thích bạn gái ngoại hình sao bạn? Cái ngoại hình đó tôi nói là vừa, không quá mập, không quá gầy. Còn chiều cao thì tầm 1m55 trở lên. Rồi bên kia 65 rồi. Còn cân nặng thì đừng quá 60kg. Miễn là nhìn có duyên là được rồi. Còn tóc thì em thấy là tóc dài hơn là tóc ngắn. Tóc dài. Rồi thấy bộ ngoại hình cặp này không ổn. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là bạn gái em ít nói hoặc là quá khó tính. Đừng có khó đến mức mà giận em tới 1 tuần, 2 tuần Ly không liên lạc được, không nhắn tin, không alo, không gì hết thì thôi mình hỏi này, cái giờ bạn nam định chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà quen hợp thì 6 tháng 1 năm. Bạn nữ? Dạ trên 3 tháng là được rồi chị. Tại bạn em nói là nếu mà báo trước 3 tháng thì nó đi, thì trên 3 tháng là được. Trời đất ơi, đám cưới để báo với bạn rồi hả? Bạn gia đình, ba mẹ sao? Có dặn dò gì không? Thì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chị. Chuẩn bị gì mà sẵn sàng? Chuẩn bị tinh thần. Tinh thần để đưa em đi với hả? Trời ơi, muốn chồng lắm rồi hả? 3 tháng cũng được hả? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông, người chồng của mình? Nhậu nhẹt, rượu bia, bê tha. Lại không đánh bài bạc, không có tính toán chi li quá. Có gì nữa? Không quá nóng tính. Có cái chuyện gì hiểu lầm hay sao cần lắng nghe và biết chia sẻ. Sau đó rồi phản hồi hay là có muốn nói gì thì nói. Chửi hay là cái gì thì em không thích. Ông ai mà chửi phụ nữ, không. Đúng không? Em gặp rồi hả? Dạ, gặp rồi. Yên tâm anh này hiền lắm. Thậm chí em chửi anh cũng ngồi im luôn. Nãy giờ đưa ra cái điều kiện em thấy em hợp không? Dạ em thấy em đáp ứng được 90%. Dạ. Có chửi bạn gái không? Em không có chửi, cũng không có nói lớn tiếng. À đúng rồi. Chỉ góp ý thôi. Góp ý mà góp ý riêng tư, chứ không có phải góp ý giữa một cái xung quanh. Đúng rồi, về nhà đóng cửa dài nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Em chào chị. 3 tháng nữa đám cưới được không? 6 tháng thì nó
tôi nó thoải mái hơn. Bạn có tật xấu gì không? Có chút hơi ghen, nhưng mà cũng không phải ghen quá. Ở bên đây ta sợ ghen lắm. Thí dụ như gặp cổ đang đi ngoài đường, thấy một anh bạn nào đó chở cổ đi trên đường thì em xử trí sao? Sẽ chạy về trước, rồi sau đó em sẽ alo để hỏi lý do mà sao. Xong cụp đầu xe vô bắt tại trận. Cái đó là mất hình ảnh lắm chị. Cái người con trai đó mình sẽ nghĩ mình thua kém người ta, mình đang thua người ta. Phải dịu dàng chứ. Được. Bên kia là phụ nữ rất là dịu dàng. Tuy rằng tướng hơi to. Trời ơi con nói gì mà tướng hơi to, nghe thấy ghê quá. Coi như hợp lắm. Em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ của em. Chào cô. Coi như Lâm là con trai tôi mà kết với lại một người bạn gái vậy đó. Tôi thấy bạn gái thì nói chuyện cũng có dễ thương, có duyên. Thì tôi cũng cho hai đứa tự quyết định. Cô có mấy cháu? Dạ tôi có hai cháu. Đây là lớn hả? Dạ Lâm là lớn nhất. Thằng em có vợ rồi, 21. Em mà có vợ trước rồi hả? Dạ. Có cần làm dâu không cô? Không, thì tùy thôi. Hai đứa ở chung càng tốt. Em nói chuyện vài câu với cô coi. Dạ chào cô. Dạ. Nếu mà được á thì việc bổn phận mà người con dâu đối với người mẹ chồng á phải biết kính trên nhường dưới, với lại cư xử phải phép. Con cũng không có ngại cái vấn đề làm dâu hay là gì. Mình bữa nay có đi làm dâu cũng sao chừng á. Dạ em đi với chị ruột của em với lại ba người bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào khán giả trường quay ạ. Chị thấy bạn bên đó như thế nào? Về ngoại hình thì bạn trai này cũng hợp với Yến. Tính cách thì để cho hai bạn trẻ tìm hiểu với nhau. Chị thấy anh bên đây hiền không? Dạ, thấy anh cũng vui tính. Hiền không thì mình chưa xác định, chưa biết được anh. Như vậy là chúng ta đã hỏi thăm người thân. Dạ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn. Anh có món quà đầu tiên để tặng cho em. Em cũng muốn món quà muốn tặng anh. Cái hoa sen thì biểu tượng cho bình an. Em mong cái món quà này nó sẽ đem đến một chút bình an cho anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cho em hỏi ấn tượng của anh đầu tiên thấy em. Thì anh thấy em là cũng dễ thương. Anh cảm nhận được là cũng hòa đồng. Nếu mà ban đầu tiếp xúc thì thấy nó hơi lạnh lùng. Quen thân hay sao thì em cởi mở với lại hòa đồng hơn. Khi mà vợ mình có việc bận á, thì anh sẵn sàng làm phụ giúp cái công việc nhà hay là cái gì cho vợ không? Việc nhà của anh được bình thường, tại anh cũng biết làm sơ sơ. Còn em thì có biết nấu ăn. Dạ, em cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Như anh cũng không có khó khăn, không có kén ăn. Dạ. Bây giờ em cảm nhận với anh thế nào? Anh cũng hiền, anh cũng bụng mịn. Tao đủ chuẩn hơn bạn, vừa tròn ôm mà không có bụng phệ. Đúng rồi ha. Dạ. Em cũng thích ghen mà anh này hơi ghen đó. Tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng ghen. Có là đi chơi với bạn bè, bạn trai thì cũng bình thường. Chừng nào đi với người lạ mà thật sự anh không biết gì về người đó. Người lạ mà lỡ đi công việc thì sao anh? Thì đó thì lúc đó ghen nhưng mà về nhà mới hỏi chứ lý do. Chứ không có ghen cái việc chặn đầu xe này kia hoặc là gọi điện thoại tới tấp cũng có. Hứa nha. Chắc chắn. Bây giờ mình gặp bạn gái rồi mình nhìn thẳng mặt bạn gái đi. Mình cảm giác con tim mình như thế nào? Hồi hộp nên nãy giờ cũng không có biết nói gì. Mặc dù trước khi lên thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Giờ em tiến tới đứng gần của gái ấy, nắm tay cô ấy nói cái gì đó thật là lãng mạn. Chào to ha. Đó. Thì nói chung là anh với em có thể quay được nhau thì anh sẽ có một cái tình cảm chân thành chứ không có lằng nhằng. Chắc chắn thấy không làm em thất vọng. Dạ em nếu mà anh thực sự anh nói vậy thì cũng đúng với cái mẫu người mà em chọn. Mẫu người em chọn thì nhìn qua tôi. Dạ. Phải nhìn thẳng vô mắt anh ấy nói. Bắt đầu. Mắc cỡ quá. Cứ nhìn thẳng vô mắt nói, đừng có nhìn qua đây. Người ta hiểu lầm á. Bình tĩnh. Rồi, nhìn thẳng vô. Nắm tay vô coi cảm nhận thế nào bạn. Nhắm mắt lại, hai người nhắm mắt lại. Hôn nhau luôn đi. Điện của nó truyền chưa? Nhìn nhau kìa, ông quay đầu. Nhìn nhau kìa, ông quay đầu. Rồi, hai bạn ngồi xuống đi. Nãy giờ nắm tay nhắm mắt. Nói chuyện nhau xong rồi cảm giác thế nào? Nó tăng thêm phần hồi hộp. Tăng thêm phần hồi hộp. Rồi bạn nữ rất là dễ thương nha. Tôi thấy là nó rất là chuyện cả. Bấm đi bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút này nó hư sao anh hả? Hư thì em la lên. Tôi có bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Trời ơi, bấm luôn. Nào bây giờ chúng ta nắm tay nhau. Đây là những cái vé xem phim. Đó. Trời rung quá vậy.
Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng của hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Anh rất là dễ thương nha, rất là hiền nữa. Hãy giữ chặt nha. Nắm tay nhau. Chào nhau đi. Anh dìu em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xanh.